Hi, xin chào các bạn và chào mừng các bạn lại quay trở lại với kênh của Thành. Mục đích của cái video ngày hôm nay mình muốn có một cái thông báo nho nhỏ dành cho các bạn thôi. Đó là mình đã đổi tên kênh của mình thành Thành IT. Thì Thành là tên của mình, còn IT có nghĩa là ít tiền. Đấy, thì thực sự mình dạo này ít tiền lắm nên là thôi quyết định đổi tên thành Thành IT. Đấy. Rồi thì nói vui một chút như vậy thôi. Thực ra thì mình cũng dạo gần đây ấy, thì mình cũng ít chơi game và ít đăng những cái về game rồi, và mình muốn định hướng kênh của mình nó liên quan đến máy tính nhiều hơn, cái về công nghệ thông tin nhiều hơn một chút, nên là mình sẽ đổi nó thành IT. Đấy, thì IT là gì các bạn có thể biết rồi đúng không? Nghe rất nhiều cái từ này ở trên thông tin các cái báo đài các kiểu rồi, thì các bạn tự biết được đúng không ạ? Đấy, thì mình sẽ nhờ chuyên gia Hoan để chỉnh lại cái avatar với cả cái thumbnail này cho nó, cái cover, cái ảnh bìa này cho nó phù hợp. Đấy. Rồi, và không biết là có đổi tên được cái fanpage của mình không, hay là mình cứ để như này đi. Cái Z Gamer mà thực ra nó không đúng với kênh cho lắm. Đấy, thì đấy là lý do vì sao mình muốn chuyển từ cái đang từ gamer sang IT. Thì mình vẫn sẽ có những cái hướng dẫn mà liên quan đến game, thì các bạn cứ yên tâm là như vậy. Rồi. Đây thì trong cái list thủ thuật chia sẻ của mình nó rất nhiều với các video hướng dẫn về máy tính này, các bạn có thể tham khảo xem. Chúng ta có những cái vấn đề gì thắc mắc thì có thể là comment để mình biết, và mình sẽ giúp, nếu như mình biết thì mình sẽ giúp các bạn đấy, và làm những cái nội dung tốt hơn để chia sẻ cho mọi người. Đấy, thì mục đích của mình là như vậy thôi. Và các bạn, trong thời gian sắp tới thì mình sẽ có những cái hướng dẫn không chỉ là về các cái thủ thuật đơn giản đâu, mà sẽ là những cái bài học mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Đấy, liên quan đến IT thì thực ra IT là một cái lĩnh vực rất là rộng, thì các bạn cứ chờ đón xem nó là cái gì nhá. Đấy, thì ôi giời ơi, bật trang chủ nhầm phát ra gái luôn, ê mới sợ chứ lại. Ok, lại quay trở lại với kênh của mình rồi. Thì đây, mình vừa mới đăng tải một cái video cũng khá là hay dành cho những bạn nào mà muốn show cái điện thoại lên máy tính. Nếu như bạn hỏi mình về cái này mình, thì đến hôm nay mình có cơ hội đăng lên cho các bạn. Thì các bạn cứ xem và làm thử theo nhá. Rồi, thì đấy là một chút chia sẻ về cái lý do đổi tên thôi. Đấy. Ok, và có lẽ là video này sẽ dừng tại đây thôi, và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong thời gian tiếp theo. Thành ít tiền nha, nếu các bạn hãy ủng hộ mình cho mình nhiều tiền thêm một tí. Ok, see you again.